cứ làm mà mình không biết rằng mình làm như thế có ý nghĩa gì. Đấy. Và những cái hành động của mình, từng bước đi của mình như vậy có đúng hay sai, mình không biết là đúng hay sai thì làm sao ạ? Thì mình vừa làm, mình vừa ngó nghiêng, mình vừa làm, mình vừa sợ hãi, mình vừa làm, mình phải dò dẫm, giống như là mình bị gì ạ? Mình bị bịt mắt mà đi trong bóng đêm ấy. Đó là trước đây khi mà Huy mới ra trường. Trước đây thì Huy học Bách Khoa, năm 2005 thì Huy ra trường. Và khi đó thì Huy bắt đầu đi làm một công việc. Khi đó Huy bắt đầu cái công việc làm nhà thông minh, nhưng mà với vai trò là người làm thuê. Và khi mà Huy làm thuê ấy, thì Huy có những cái kỹ năng của người làm thuê, có kiến thức của những người làm thuê và có thói quen của người làm thuê. Và khi đó thì Huy thấy rằng là cái mức lương nó tăng không có được nhiều, và mình mong muốn được nhiều hơn thế, cho nên là mình nghĩ rằng đây không phải là con đường mà mình thực sự mong muốn. Và sau này mình mới phát hiện ra có một cái lý thuyết hay là một cái con đường để mà chúng ta có thể thành công. Đó, đấy là nếu như mà anh chị em chúng ta phát triển cái kỹ năng nó theo dạng gọi là kỹ năng cứng ấy. Ví dụ như anh chị em làm kế toán, anh chị em làm kỹ sư, anh chị em làm một cái lĩnh vực gì đó, thì cái thu nhập của chúng ta nó sẽ gì ạ? Cái thu nhập của chúng ta nó sẽ theo đường này. Đấy. Đường thu nhập của chúng ta nó sẽ theo đường này. Nếu như mà cái kỹ năng của ta, đây là kỹ năng cứng nha. Kỹ năng cứng tức là một cái kỹ năng để phục vụ cho một cái công việc nào đó. Ví dụ như là kỹ năng làm Photoshop, kỹ năng làm Word, Excel, kỹ năng đánh máy, kỹ năng kế toán, kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, hoặc bất kể một kỹ năng nào đó. Được chưa? Ví dụ như là chúng ta được 8 điểm là rất tốt rồi, thì cái thu nhập chúng ta sẽ nằm trong vùng này. Và để mà tăng thu nhập lên thì chúng ta phải đẩy cái gì ạ? Kỹ năng này lên, tức là chúng ta phải học tập phát triển cái kỹ năng này nhiều hơn. Đấy ạ. Đấy. Tuy nhiên khi mà chúng ta đẩy từ 8 lên 9, từ 9 lên 10 thì làm sao ạ? Thì rất khó, rất khó. Cái tốc độ để tăng trưởng từ 8 lên 9, từ 9 lên 10, tức là trở thành cái người xuất sắc, cực kỳ xuất sắc ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta gì ạ? Chúng ta đang làm đấy là vô cùng khó khăn. Đấy. Từ 1 đến 2 đến 3 4 5 6 7 8 thì nó dễ. Tức là lên đến 8 thì vẫn còn dễ. Nhưng mà đến lên 9 đến 10 là rất khó, đúng không ạ? Và thu nhập tăng không nhiều. Thế thì Huy mới sau đấy thì Huy mới phát hiện ra là nếu như mà thay vì là chúng ta đẩy cái kỹ năng này lên thì chúng ta đẩy một cái kỹ năng quan trọng hơn. Đó chính là gì ạ? Kỹ năng lãnh đạo. Đẩy kỹ năng lãnh đạo lên. Kỹ năng lãnh đạo chúng ta chỉ cần đẩy lên số mấy ạ? Chỉ lên số 6 thôi. Từ số 1. Tức là gì ạ? Là chúng ta làm một mình cái công sức của mình, sử dụng cái công sức của mình, sử dụng cái năng lực của mình, sử dụng thời gian của mình, sử dụng cái kiến thức của mình, cái trải nghiệm của mình. Thì một mình thì chúng ta gì ạ? Chúng ta đẩy cái kỹ năng cứng lên để chúng ta tăng cái thu nhập. Nhưng ngược lại, nếu như mà những cái người họ sử dụng được đòn bẩy, tức là gì ạ? Ở cấp độ số 6 là họ đã có thể quản lý được khoảng độ 60 người. Quản lý được 60 người hoặc hơn. Thì khi đó thì ạ, cái thu nhập của họ nó được tính theo cái đường này. Đấy. Như vậy là cái thu nhập của họ nó sẽ tính trong cái khoảng này. Đó. Như vậy là thu nhập của họ có thể là từ 10 triệu có thể tăng lên 60 triệu, thậm chí là nhiều hơn. Chỉ bằng cách là gì ạ? Tăng từ 1 người lên 6 người hoặc 60 người thì thu nhập của chúng ta sẽ gia tăng một cách kinh khủng luôn. Đấy. Vì vậy, nếu như mà chúng ta không tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, chúng ta chỉ tập trung vào kỹ năng cứng thì cái thu nhập chúng ta sẽ bị giới hạn rất là nhiều. Và đây là lý do tại sao mà khi mà Huy phát hiện ra cái công thức này, phát hiện ra cái lý do này, thì Huy tập trung toàn bộ thời gian công sức để mà nghiên cứu về cái kỹ năng lãnh đạo. Và trước đây thì Huy không biết lãnh đạo ai hết, Huy chỉ biết làm việc có một mình thôi.
Tức là mình chỉ sử dụng cái thời gian công sức của mình thôi, không sử dụng được các cái đòn bẩy, không sử dụng được các cái kỹ năng làm việc với con người hay là cái kỹ năng mềm. Đấy. Và đây là lý do tại sao chúng ta cần phải trở thành nhà lãnh đạo. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng việc trở thành nhà lãnh đạo là một điều vô cùng quan trọng, cần thiết thì vui lòng comment số 3 giúp Huy được không ạ? Comment số 3 nếu anh chị em thấy rằng cái việc mà trở thành nhà lãnh đạo là vô cùng cần thiết và quan trọng thì comment số 3 được không ạ? Ok, và Huy cũng đã nhận ra sự tầm quan trọng của việc đó, cho nên là Huy dành nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn để mà gì ạ? Để nghiên cứu các cái lý thuyết. Bởi vì trước khi mà mình làm ấy thì mình phải có cái lý thuyết đã. Mình trước khi mình làm mình phải có tư duy đã. Như vừa rồi MC Trịnh Linh chúng ta cũng nói là gì ạ? Cái thứ quan trọng nhất đó là gì ạ? Đó là tư duy của chúng ta. Chúng ta có tư duy đúng thì chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Có cái hành động đúng. Và từ hành động đúng thì chúng ta sẽ có kết quả đúng. Đúng không ạ? Thế thì muốn có kết quả đúng thì việc đầu tiên chúng ta phải xem là cái lý thuyết mà chúng ta cần phải làm là gì. Có thể là chúng ta chưa bắt đầu, hoặc có thể là chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu, nhưng chúng ta quay trở lại chúng ta xem là chúng ta đã có cái tư duy về nó chưa, và chúng ta đã có tư duy đúng về nó chưa đã, đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều người cứ làm mà không có nghĩ rằng là mình làm như thế để làm gì. Mình cứ làm mà mình không biết rằng mình làm như thế có ý nghĩa gì. Đấy, và những cái hành động của mình, từng bước đi của mình như vậy có đúng hay sai, mình không biết là đúng hay sai thì làm sao ạ? Thì mình vừa làm, mình vừa ngó nghiêng, mình vừa làm, mình vừa sợ hãi, mình vừa làm, mình phải dò dẫm, giống như là mình bị mình bị bịt mắt mà đi trong bóng đêm ấy. Mình bị bịt mắt đi trong bóng đêm thì mình vừa đi vừa dò này, mình không dám đi nhanh. Thì anh chị em muốn thành công thì chúng ta phải đi đúng hướng và đi nhanh. Đúng không anh chị em? Ví dụ mình muốn đi từ Hà Nội về Hải Phòng thì mình phải mình phải đi đúng hướng và đi nhanh thì mình sẽ đến điểm đó nhanh. Bây giờ mình đi sai hướng thì đi nhanh thì làm sao ạ? Thì nó không về Hải Phòng, nó lên lại Lạng Sơn mất, đúng không ạ? Lên Thái Nguyên mất. Đúng chưa ạ? Mà mình đi đi đúng hướng nhưng mà đi chậm thì có khi làm gì ạ? Có khi mãi cũng chưa đến nơi, đúng không ạ? Đấy, thế thì bao nhiêu anh chị em muốn đi đúng hướng mà đi nhanh thì hãy comment số 4 và ngồi tập trung cùng với Huy trong cái buổi sáng này rất tuyệt vời ngày hôm nay. Được không anh em? Ok, hãy comment số 4 nếu mà anh chị em muốn đi đúng hướng và đi nhanh. Thì đây là một cái nền tảng, cái cơ sở, một cái giải pháp, nhưng cũng là một cái gọi là chia sẻ. Ở đây không phải là cái buổi đào tạo, ở đây chỉ là cái buổi chia sẻ, đúng không ạ? Và cái buổi chia sẻ này Huy thông báo trước với anh chị em đó là gì ạ? Đó hoàn toàn nó là những cái nghiên cứu, những cái trải nghiệm của Huy, bản thân cá nhân Huy, không phải là cái lý thuyết đúng với tất cả mọi người. Có thể một số anh chị em nói rằng nó đúng, có một số anh chị em nghĩ rằng nó không đúng, không sao cả. Chúng ta không tranh luận về những cái trải nghiệm cá nhân, anh chị em đồng ý không ạ? Chúng ta thấy nó hay, thấy nó đúng thì chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, trong công việc của mình. Nếu anh chị em thấy không hay, không đúng thì chúng ta bỏ nó sang một bên, đúng không ạ? Chúng ta tìm những cái gì hay, chúng ta tìm những cái gì đúng, chúng ta áp dụng. Còn nếu không hay, không đúng thì vui lòng anh chị em không tranh luận, cũng không cần phải đánh giá, không cần phải là dè bỉu, không cần phải nói rằng là ui ông này dạy giảng không hay, đúng không ạ? Mà đây nó chỉ là những buổi cái chia sẻ của Huy, và nếu anh chị em thấy dùng được thì anh chị em mang về dùng. Ok không? Như vậy là chúng ta đã biết được cái lý do tại sao chúng ta phải trở thành nhà lãnh đạo rồi. Thế thì cái nhà lãnh đạo 5H đó là cái lý thuyết mà do Huy tự đúc kết dựa trên cái quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cũng như là trải nghiệm của mình. Nó không phải là cái lý thuyết và anh chị em sẽ không tìm thấy nó ở bất kỳ đâu. Anh chị em lên trên YouTube, lên trên Google mà search về nhà lãnh đạo 5H, anh chị em sẽ không nhìn thấy bất kể một cuốn sách hay là một cái người nào chia sẻ về cái điều này. Đó, và đây là một cái thứ hoàn toàn mà do Huy tự suy nghĩ ra. Đó, cho nên là Huy nói trước với anh chị em là nó có thể đúng với người này, có thể không đúng với người kia. Cho nên anh chị em chúng ta lưu ý, đúng không ạ? Rồi, thế thì nhà lãnh đạo 5H là gì? Nhà lãnh đạo 5H là gì ạ? Nhà lãnh đạo 5H thì đó là gì ạ? Là những cái nhà lãnh đạo mà có những cái tố chất, có những cái thuộc tính như sau. Thứ nhất, họ là một con người. Đầu tiên trước khi là lãnh đạo thì chúng ta là một con người đã. Thứ hai, là họ biết lắng nghe. Thứ ba,
đấy là họ gì ạ, họ có ích, họ là một cái người có cái khả năng giúp đỡ người khác, được chưa ạ? Thứ tư đó là họ gì ạ, họ lãnh đạo bằng gì ạ, bằng cả trái tim. Và thứ thứ năm đó là gì ạ, họ lãnh đạo giống như họ đang điều khiển một cái gia đình. À, đây là năm cái yếu tố mà hình thành nhà lãnh đạo 5H, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng cái yếu tố, được không anh chị em? Rồi. Yếu tố thứ nhất đó là con người. Chúng ta biết là gì ạ? Giữa giữa cái từ con người ấy, thì trong cái phần phần con người thì nó có hai phần, là một phần con và một phần người. Như vậy là gì ạ? Về cơ bản là chúng ta là được cấu tạo lên từ hai cái thành phần khác nhau. Thành phần thứ nhất là thành phần con. Thành phần con thì sao ạ? Thành phần con là một cái thứ gì đó hơi hơi động vật một chút, hơi cổ xưa một chút, và nó là những cái thành phần về mặt bản năng. Các loại động vật rồi là phần con, phần thú thì là những cái gì đó bản năng, mang tính chất vị kỷ, tức là chỉ quan tâm đến bản thân mình, hơi nóng nảy, dễ gây tổn thương cho người khác, dễ giận dỗi, có cảm xúc thất thường. Vì nói ví dụ như này, khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta là một đứa trẻ, khi chúng ta đói thì chúng ta khóc, chúng ta đòi ăn, chúng ta buồn ngủ, chúng ta khóc, chúng ta đòi đi ngủ, đúng không ạ? Chúng ta tập đi ngã đau thì làm sao ạ? Những cái đứa trẻ nó sẽ gì ạ? Nó sẽ khóc bởi vì nó đau. Thì đây là những cái phản ứng bản năng của con vật, đúng không ạ? Của con vật. Và sau này khi mà lớn lên thì chúng ta phần lớn vẫn giữ cái gì ạ? Cái bản năng của con vật, đó là gì ạ? Đó là nóng nảy, dễ gây tổn thương. Khi mà người khác làm cái điều gì đó mà mình không hài lòng, mình không thích thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ nổi nóng, đúng không ạ? Khi người khác mà tấn công mình, người khác làm cái điều gì đó mà mình cảm thấy có hại hoặc là ảnh hưởng đến mình hoặc cảm thấy nguy hiểm thì làm sao ạ? Mình sẽ phòng thủ và mình sẽ tấn công lại, đúng không nhé? Đấy, mình sẽ tấn công lại, mình sẽ phòng thủ và tấn công lại. Khi mà một con thú mà mình bị chọc thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cắn lại mình, đúng không ạ? Đấy, thì đó là bản năng và rất là dễ gây tổn thương và dễ nóng nảy và dễ giận dỗi, dễ có những cái cảm xúc thất thường. Đấy. Cho nên nếu mà anh chị em có những cái hành động, có những cái cảm xúc, có những cái thuộc tính như này thì điều này hoàn toàn bình thường, bởi vì trong chúng ta vẫn có cái phần bản năng, phần con, đúng không ạ? Tuy nhiên để mà trở thành nhà lãnh đạo thì chúng ta gì ạ? Chúng ta biết rằng là chúng ta phải nâng cấp mình lên, mình không thể nào sống bản năng được, đúng không ạ? Mình không thể sống như bản năng, như như bình thường, như như mình được phát triển lên từ đầu được. Thì phần người đó là phần có khả năng kiểm soát. Cái phần sự khác biệt lớn của con vật với con người nó khác nhau ở chỗ là con người có khả năng kiểm soát cái hành động, cái tư duy của mình tốt hơn, có khả năng học học tập và phát triển, đúng không ạ? Và cái phần người ấy, nó cái phần mà có sự vị chủng tức là vì người khác nhiều hơn bản thân mình, đúng không ạ? Có khả năng vị tha tức là tha thứ cho người khác, có khả năng bao dung tức là gì ạ? Là sẵn sàng là gì ạ? Sẵn sàng là che chở, giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Có cái sự cân bằng hơn trong cái cảm xúc của mình, tức là mình điều khiển được cái cảm xúc của mình tốt hơn, đúng không ạ? Và mình con và phần người ấy, thì đó là cái phần mà phần bản lĩnh, tức là người ta bảo là nóng giận thì là bản năng, đúng không ạ? Kìm chế thì là bản lĩnh, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta xử lý bằng phần người thì chúng ta sẽ có sự bản lĩnh hơn, chúng ta sẽ có tình yêu thương và sự cống hiến nhiều hơn. Như vậy là gì ạ? Để mà trở thành nhà lãnh đạo 5H thì việc của chúng ta đó là hãy trở thành một cái người tốt và gì ạ? Trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Và chúng ta hãy đối xử với người khác bằng cái phần người chứ không phải là gì ạ? Bằng cái phần con. Đấy. Hãy trở thành một cái người tốt trước khi trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Việc đầu tiên trước khi trở thành nhà lãnh đạo, đầu tiên chúng ta phải trở thành người đã, phải trở thành con người tốt đã. Như vậy là gì ạ? Đầu tiên đó là chúng ta lãnh đạo bản thân mình, lãnh đạo bản thân mình trước, đúng không ạ? Đó. Đó. Ví dụ như là trước đây khi mà Huy mới bắt đầu thay đổi, trước đây thì Huy là cái người mà không giỏi lãnh đạo bản thân,
và nó thực sự với anh chị em là diện là cực kỳ kém trong việc lãnh đạo bản thân. Và sau đó thì bắt đầu tập trung vào việc mà nghiên cứu cũng như là tập trung vào việc rèn luyện bản thân, ví dụ như là chạy bộ, ví dụ như là những cái việc gì đó mà gò mình vào những cái kỷ luật đó, để mà mình trở thành cái người tốt hơn, để mà trở thành cái người mà học tập nhiều hơn. Thì khi đó Huy bắt đầu rèn luyện để trở thành cái con người tốt hơn. Khi đó Huy chưa có lãnh đạo được ai anh chị em ạ, chưa lãnh đạo được ai hết. Huy chỉ lãnh đạo được một người duy nhất thôi, đó chính là bản thân mình. Đấy, và lãnh đạo bản thân mình để biến mình trở thành con người tốt hơn. Ví dụ như này, trước đây thì mình là cái người vị kỷ, lúc nào cũng cũng soi xét đánh giá người khác, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình giỏi và người khác là kém hết rồi. Đó, ngày xưa Huy là người như vậy, đúng không ạ? Cho nên là cho nên mình không học tập được cái gì cả. Khi mà ngồi nghe một cái ai đó chia sẻ thì bao giờ mình cũng bảo là úi giời, ông này ông nói sai, úi giời, nói này ai chẳng nói được, úi giời, thế này thế kia. Thế thì lúc đó mình chỉ đơn giản là mình đánh giá để làm gì ạ? Để mình cảm thấy mình giỏi hơn, mình cảm thấy mình oai hơn, cảm thấy mình là người chiến thắng. Nhưng mà thực ra mình nhìn lại mình xem, mình nhìn lại mình rằng là mình đã giỏi bằng họ chưa? Nếu mà mình giỏi bằng họ, tại sao mình không đứng ở trên đó? Tại sao mình không đứng ở trên bục giảng mà mình ngồi đây mình nghe mà mình đánh giá? Cái điều khác biệt ở đây là gì? Đúng không ạ? Đấy, thì cái người mà đứng trên bục giảng chắc chắn họ có gì đó hơn mình. Mà không chỉ là những cái người trên bục giảng, kể cả những người mà người bên cạnh mình, họ vẫn có những thứ giỏi hơn mình, có những thứ đáng để cho mình học. Và khi đó mình bắt đầu là gì ạ? Lãnh đạo bản thân mình, kiểm soát được cái tôi của mình, kiểm soát được cái sự gì ạ? Cái sự cao ngạo của mình, và để gì ạ? Bắt đầu mình lắng xuống để mình gì ạ? Mình học tập từ người khác. Và đấy là khi mà mình đã lãnh đạo bản thân. Đấy ạ. Cho nên trước khi trở thành nhà lãnh đạo tài ba thì chúng ta phải trở thành một con người tài ba. Trước khi trở thành một cái người lãnh đạo tốt thì chúng ta phải trở thành cái con người tốt. Nếu mà chúng ta mong muốn có một cái đội nhóm tuyệt vời thì trước tiên là chúng ta phải trở thành con người tuyệt vời trước. Bao nhiêu anh chị em đồng ý Huy điều này thì vui lòng comment số 5 giúp Huy đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta hãy đối xử với người khác bằng phần người chứ không phải là phần con. Đúng không ạ? Hãy lãnh đạo bằng sự làm gương. Bởi vì chúng ta muốn đội nhóm chúng ta ngon thì chúng ta phải ngon đã. Như vậy là chúng ta phải làm gương cho mọi người. Chúng ta phải lãnh đạo bản thân mình thì chúng ta mới giúp cho người khác lãnh đạo bản thân của họ. Và cái quá trình giúp cho người khác lãnh đạo bản thân của họ chính là cái quá trình ảnh hưởng đến người khác, hay là quá trình là gì ạ? Quá trình lãnh đạo người khác. Lãnh đạo người khác chỉ bằng đơn giản đầu tiên, đó là lãnh đạo chính bản thân mình. Được chưa? Huy có một cái hình mẫu, Huy có một cái người thầy, Huy có một cái người hướng dẫn, mặc dù là họ không biết Huy, nhưng mà Huy thường follow họ dựa trên những cái video của họ. Thì họ nói trong một cái video họ nói rằng: tôi không cố gắng lãnh đạo bất kỳ ai, tôi chỉ có lãnh đạo một người duy nhất trên thế giới này, đó chính là bản thân mình. Nhưng mà thực tế họ đang lãnh đạo gần như cả thế giới này. Thì đó chính là gì ạ? Đó chính là cái khả năng lãnh đạo, chỉ đơn giản đầu tiên từ lãnh đạo bản thân, đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh chị em. Rồi, đầu tiên là chúng ta là gì ạ? Là trở thành một con người tốt, lãnh đạo bản thân mình và đối xử người khác bằng phần con, phần người chứ không phần con, anh chị em nhớ, đừng nhầm nhá. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta có những cái nóng nảy, vị kỷ, gây tổn thương cho người khác, giận dỗi, cái cảm xúc thất thường, thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy giảm cái điều đó xuống và gì ạ? Nâng cái phần gọi là gì ạ? Vị chủng, kiểm soát nhiều hơn, vị tha, bao dung nhiều hơn, cân bằng hơn, yêu thương nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn. Được không anh chị em? Ừ, rồi, cảm ơn anh chị em. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo, đó là phần thứ hai, đó là phần lắng nghe. Để mà trở thành nhà lãnh đạo tốt thì chúng ta không chỉ là gì ạ? Không chỉ đưa ra những quyết định, không chỉ là bắt buộc mọi người, mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải lắng nghe mọi người. Đấy chứ ạ? Phải lắng nghe nhiều hơn. Thì khi mà lắng nghe là gì ạ? Là chúng ta phải lắng được cái tôi xuống thì mới nghe được cái gì ạ? Cái lòng của mọi người, cái tâm sự của mọi người. Đấy chứ ạ? Và đấy là lý do tại sao người ta dùng từ lắng nghe. Mình nghe ở đây nó không chỉ là nghe mà mình phải lắng xuống. Nếu mà mình không lắng xuống được ấy thì làm sao ạ? Thì mình không nghe được. Có rất nhiều người ấy thì họ nói mà họ không có biết nghe. Có nhiều người thì họ gì ạ? Họ để cái tôi quá cao. Ví dụ Huy ngày xưa là cái người mà để cái tôi rất là cao, cho nên mình không nghe được ai hết.
mình nghe ai mình cũng bĩu môi, nghe ai mình cũng bảo là thằng đấy nó thế này thế kia đấy, cho nên là gì ạ, cho nên là mình không nghe được ai hết. Khi mà mình bắt đầu thấy rằng ồ tôi sai rồi, tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi còn cần phải học tập nhiều hơn, tôi còn chưa đạt được cái giấc mơ của mình cơ mà, tôi còn chưa đạt được mục tiêu của mình cơ mà, tại sao tôi lại gì ạ, tôi lại để cái tôi của mình nó cản trở cái con đường sự nghiệp của mình, tại sao để cái tôi của mình lại cản trở cái khả năng kết nối với người khác, đúng chưa? Thế thì cái tôi cũng tốt, cái tôi để giúp cho mình tự tin, cái tôi để giúp cho mình gì ạ, cho mình tiến về phía trước, nhưng nếu mà cái tôi mà nó cản trở mình thì nó là không tốt, cho nên phải lắng cái tôi của mình xuống để nghe được người khác. À, và khi đó thì chúng ta sẽ lãnh đạo bằng bằng sự thấu hiểu. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe được tốt hơn? Thì ở Trung Quốc người ta phân tích ra cái từ 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 thính ấy, từ thính ấy, từ thính hay là từ từ lắng nghe ấy, từ thính hay từ lắng nghe ấy, thì ở đây ấy, nó được phân tích ra bởi 6 cái bộ chữ khác nhau. Cái từ thính ở trong cái tiếng Hán ấy, nó được phân tích ra 6 cái bộ chữ khác nhau. Thứ nhất đấy là bộ nhĩ. Bộ nhĩ tức là gì ạ? Là nghe thì tất nhiên là chúng ta phải nghe bằng tai rồi, đúng không anh em? Nghe thì đầu tiên là chúng ta phải nghe bằng tai, mà chúng ta nhớ là chúng ta có hai tai, cho nên là gì ạ, chúng ta đừng có nghe một tai, chúng ta nghe có một người nói xấu cái người kia, thế là chúng ta gì ạ, chúng ta cũng nghĩ xấu người kia, chúng ta hùng hùng hổ hổ chúng ta chửi mắng người kia, mà chúng ta không nghe cái người kia họ nói, thì đấy là gì ạ, đấy là chúng ta chưa phải nhà lãnh đạo tốt, đúng không ạ? À, chúng ta mới chỉ nghe một chiều mà chúng ta đã đánh giá, chúng ta đã đưa ra kết luận thì đấy là gì ạ? Đấy là không tốt. Cho nên việc chúng ta là gì ạ? Chúng ta có hai tai, cho nên chúng ta hãy lắng nghe bằng hai cái chiều hướng khác nhau. Hãy đánh giá mọi sự vật sự việc một cách khách quan, đừng đánh giá một cách chủ quan, đừng đánh giá một cách một chiều. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta đánh giá chủ quan, tức là chúng ta đang dùng cái phần con để chúng ta đánh giá thay vì phần người, đúng không ạ? Cái phần người là phần bản lĩnh, phần người là phần vị tha, phần bao dung, cho nên chúng ta cần phải đánh giá dựa trên cái phần người bằng bằng cả hai tai. À, đánh giá bằng phần con bằng cái cảm xúc của mình và đánh giá phần người bằng phận bằng bằng cái kiểm soát, đúng không ạ? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà chúng ta nghe thì nó có một bộ, nó còn bộ vương, thế là bộ vua. Bộ vua ở đây tức là gì ạ? Là chúng ta coi như cái người mà đang nói giống như là một vị vua, giống như một vị quân vương, đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà chúng ta nói chuyện với con của mình, hoặc chúng ta nói chuyện với cả những cái người cấp dưới, hoặc nói chuyện với những người mà chúng ta không thích, những người mà không quan trọng, thì làm sao ạ? Thường là chúng ta không có nghe. Hai người mà đang cãi nhau ấy, anh chị em tưởng tượng khi mà hai người cãi nhau ấy, thì tức là mình đang cảm xúc mình đang không tốt với nhau. Thì cái người kia nói chưa xong mình đã nhảy vào, mình đã gì ạ? Cướp lời mình đã nói rồi, đúng không ạ? Đấy là cho nên có tình trạng là gọi là cãi nhau. Cãi nhau tức là gì ạ? Không có ai nghe hết, chỉ có nói thôi. Hai người đều nói thì không có ai nghe. Đấy, thì khi đó làm sao ạ? Khi đó mình đang thiếu sự tôn trọng nhau. Và nếu mà chúng ta muốn lắng nghe thì chúng ta phải coi cái người đang nói giống như vị quân vương. Anh chị em tưởng tượng nếu như mà chúng ta được ngồi với một vị quân vương, một cái người rất là nổi tiếng, rất là thành công, ví dụ như là Tổng thống Obama, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Biden, hoặc là gì ạ, là chủ tịch nước của chúng ta chẳng hạn, hoặc là Bác Hồ Chí Minh chẳng hạn. Nếu mà chúng ta được ngồi nói chuyện với họ thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có chểnh mảng, chúng ta có thờ ơ không ạ? Hay là chúng ta bảo ok nói đi xong rồi mình cứ nghịch điện thoại hoặc là mình làm việc khác không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Chúng ta hãy coi họ giống như một người vô cùng quan trọng để mà mình nghe họ, đấy ạ. À, tiếp theo nữa đó là chúng ta có bộ thập. Bộ thập ở đây nó là gì ạ? Là hoàn toàn. À, chúng ta đắm chìm hoàn toàn 100%, đúng không ạ? À, người ta gọi là 10 phân vẹn 10 ấy, tức là 10 phân được được cả 10, tức là 10 phân tức là 100%. Đấy ạ. Tức là chúng ta hãy dồn toàn bộ tâm trí của mình, được chưa ạ? Toàn bộ cái sự quan tâm của mình vào cái sự lắng nghe, được chưa ạ? Đấy. Chứ chúng ta đừng có phân tâm mà chúng ta gì ạ? Chúng ta hãy hãy tập trung, đúng không ạ? Hãy tập trung và để 100% cái sự quan tâm của mình vào cái phần nghe. Khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nghe được nhiều hơn, đúng không ạ? Và đôi khi á, có những người họ nói vậy nhưng mà không phải vậy, bởi vì có nhiều người họ không giỏi trong cái việc mà gì ạ, không giỏi trong cái việc nói, không giỏi trong việc nói, cho nên lắng nghe ở đây là chúng ta không chỉ lắng nghe bằng tai mà chúng ta còn lắng nghe bằng mắt, cho nên có cái một cái bộ là bộ mục hay là bộ con mắt hay bộ nhìn đấy, bộ nhìn hay bộ mắt đấy, bộ con mắt đấy. Thì cái bộ mục này
Tức là gì ạ? Là chúng ta quan sát, khi mà chúng ta nghe thì chúng ta vừa nghe bằng tai nhưng mà chúng ta phải nghe bằng mắt nữa. Đấy. Chúng ta phải quan sát để xem họ đang nói đúng hay nói sai, đúng không ạ? Họ đang nói tốt hay nói không tốt, họ đang nói tích cực hay nói không tích cực, đúng không ạ? À, và nếu như mà chúng ta nhìn thẳng vào mắt của họ thì chúng ta sẽ có sự kết nối với họ tốt hơn. Và đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là gì ạ? Có thể lắng nghe hơn. Bây giờ cái điều gì diễn ra nếu như anh chị em ngồi đây mà anh chị em không hướng mắt vào màn hình, chúng ta không nhìn vào cái người chia sẻ thì làm sao ạ? Thì chúng ta quay đi. Hai người nói chuyện với nhau mà gì ạ? Mà một người nói, một người nhìn, nhưng mà một người thì không nhìn, một người cứ gì ạ? Quay chỗ khác. Thì anh chị em tưởng tượng là nó sẽ bị mất kết nối, đúng không ạ? À, nó sẽ bị mất kết nối và chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ không thể nào mà nghe nhau được nữa, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là bộ nhất. Bộ nhất tức là bộ gì ạ? Bộ duy nhất hay bộ số 1 hay bộ bậc cao. Bộ nhất tức là gì ạ? Là trong một thời điểm chúng ta làm một việc thôi. Trong một thời điểm chúng ta làm một việc thôi. Ví dụ như là thời điểm này chúng ta đang học tập, chúng ta đang lắng nghe thì chúng ta hãy tập trung lắng nghe, làm một việc thôi. Có những người vừa làm việc này, vừa làm việc kia, ấy, vừa học Zoom gà gáy, xong lại vừa là vệ sinh cá nhân, hoặc là vừa đọc sách, hoặc là vừa nghe nhạc, hoặc vừa làm một cái gì đó không tập trung. Thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ không nghe được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không nắm được những cái từ khóa quan trọng, không nắm được những cái kiến thức quan trọng, hoặc là chúng ta không hiểu được cái người họ nói, những cái người họ muốn tâm sự với chúng ta, nhưng mà chúng ta không lắng nghe thì làm sao ạ? Chúng ta không tập trung. Đấy, thì lúc đó thì người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ không muốn nói nữa và chúng ta sẽ không nhận ra được những cái điều mà họ muốn nói, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái bộ gì ạ? Là bộ tâm. Bộ tâm ở đây đó chính là gì ạ? Là trái tim, là tấm lòng của mình. Đó, chúng ta hãy lắng nghe người khác bằng trái tim, bằng cả tấm lòng, không phải mà lắng nghe một cách hời hợt, mà hãy gì ạ? Hãy mở lòng ra để đón nhận những cái kiến thức của người khác, hãy mở lòng ra để đón nhận những cái gì ạ? Những cái tâm tư tình cảm của người khác, cái sự giải thích của người khác, để mà có thể thấu hiểu được người khác. Không chỉ là gì ạ? Không chỉ là nghe để mà gì ạ? Để mà nói lại, mà chúng ta phải có sự thấu hiểu, nghe bằng sự cảm thông. Chúng ta hãy tưởng tượng ra cái gì ạ? Cái hoàn cảnh mà họ đang sống, hãy tưởng tượng ra cái con người tốt đẹp của họ, hãy hướng tới những sự tốt đẹp và tưởng tượng ra cái hoàn cảnh của họ. Ví dụ có những người họ ở cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời thì họ sẽ có cái hành động mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta không hiểu được họ tại sao họ hành động như vậy. Thông thường là chúng ta không hiểu được người khác khi mà họ hành động khác chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta phải lắng cái tâm của mình xuống để mà chúng ta gì ạ? Đặt cái hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của họ để mình hiểu được họ, đúng không ạ? Cho nên ở đây nghe nó không chỉ là nghe mà thính ở đây tức là gì ạ? Là nghe hiểu thấu thông. Thính là nghe hiểu thấu thông, nắm tròn 10 thấy sinh tồn nhất tâm. Đấy, tức là gì ạ? Là tròn ở đây là tròn tròn trịa tức là thập đấy ạ. À, 10 tròn 10 đây là thập đấy. Thấy tức là nhìn thấy, mình phải nhìn thấy. À, sinh tồn nhất tâm. À, ở đây là gì ạ? Là vừa có bộ nhất vừa có bộ tâm. Đấy ạ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Nghe nó không chỉ đơn giản là nghe. Nghe nó vô cùng kỳ diệu, vô cùng vi diệu, vô cùng quan trọng. Và để trở thành nhà lãnh đạo tài ba, không thể nào thiếu được cái khả năng lắng nghe, khả năng học tập, khả năng thấu hiểu người khác. Cho nên có một câu Huy rất thích đó là gì ạ? Trách người khác thì dễ, hiểu người khác mới khó. Được không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta có tấm lòng vị tha, đối xử người khác bằng tình người, bằng con người, thì chúng ta có khả năng lắng nghe và khả năng thấu hiểu người khác. Và khi mà chúng ta có khả năng thấu hiểu người khác, khả năng kết nối với người khác, thì khi đó chúng ta sẽ có khả năng lãnh đạo họ, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em thấy điều này rất quan trọng, rất cần thiết, thì vui lòng comment số 6 giúp Huy ạ. Comment số 6 nếu anh chị em thấy điều này vô cùng quan trọng và cần thiết, được không ạ? Ok, rồi, tiếp theo đến phần thứ 3 ạ. Anh chị em tiếp tục comment số 6 nếu mà anh chị em thấy rằng là điều này vô cùng quan trọng và cần thiết, được không ạ? Rồi, ok. Đến thứ 3, đó là gì ạ? Để mà trở thành nhà lãnh đạo thì chúng ta phải trở thành nhà lãnh đạo gì ạ? Là có ích. À, có ích thì như nào ạ? À, khi mà họ đi cùng chúng ta, họ làm việc với chúng ta, thì họ thích làm việc với chúng ta bởi vì chúng ta có thể giúp họ được cái điều gì đó. Đấy. Cho nên có một câu Huy rất là thích, đó là
Đừng cố gắng trở thành người thành công. Hãy cố gắng trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng. Chúng ta chỉ thần trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng thôi, thì thành công nó sẽ theo đuổi chúng ta. Thành công nó sẽ đến một cách rất tự nhiên, không khó khăn, không phải nỗ lực gì hết. Đấy ạ. Thế thì làm thế nào để người khác muốn làm việc cùng với mình? À, thế thì chúng ta phải trở thành cái người mà gì ạ? Sẵn sàng hỗ trợ. Chúng ta chỉ có ích khi là chúng ta sẵn sàng hỗ trợ thôi. Chúng ta có thể giỏi nhưng chúng ta không hỗ trợ người khác, không sẵn sàng giúp đỡ người khác thì làm sao? Thì chúng ta cũng không có ích. Đúng không anh chị em? Có rất nhiều người giỏi nhưng không có cái tâm, không có cái thái độ muốn giúp đỡ người khác thì làm sao? Thì chúng ta cũng sẽ gì ạ? Sẽ chẳng có ích gì hết. Đúng chưa? Đấy. Rồi, sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng gì ạ? Sẵn sàng cống hiến. Cống hiến ở đây nó cao hơn sự hỗ trợ rất là nhiều. Cống hiến tức là gì ạ? Là chúng ta có thể là cho đi vô điều kiện. Tức là chúng ta chỉ đơn giản là giúp đỡ mọi người, cho mọi người những thứ điều họ có, mà đôi khi không cần mong cầu chúng ta nhận được cái thứ gì. Đó chính là sự cống hiến. Được chưa? Sự cống hiến nó lớn hơn cả sự giúp đỡ, lớn hơn cả sự hỗ trợ. Đó. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải làm được cái việc mà người khác họ không làm được. Chúng ta phải làm được cái việc mà người khác không làm được thì khi đó họ mới nhờ sự hỗ trợ chúng ta. Chứ còn chúng ta làm được cái việc mà họ làm được thì họ đâu nhờ sự hỗ trợ chúng ta, đúng không ạ? Cho nên để trở thành nhà lãnh đạo, chúng ta phải làm được nhiều việc hơn người khác. Chúng ta phải có sự giỏi, cái sự tài năng hơn người khác. Chúng ta phải tìm mà cái chỗ nào mà mọi người không làm được thì chúng ta phải xông vào chúng ta làm. Đấy là nhà lãnh đạo. Chỗ nào mà người ta không dám đi thì chúng ta phải xông vào người ta đi. Chỗ nào người ta sợ hãi thì chúng ta phải dũng cảm bước qua. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn thấy người khác sợ hãi thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Xông thẳng vào đó, đúng không ạ? Nếu như mà trong một cái gì ạ? Trong một cái trận chiến, đúng không ạ? Nếu mà người tướng sợ hãi không dám lao phía trước thì làm sao ạ? Đội quân cũng sao ạ? Cũng yếu ớt. Và để mà đội quân có một cái sĩ khí thì thường cái người tướng ấy họ xông lên, sau đó họ gì ạ? Họ lao về phía trước. Và những người lính đi cùng là sao? Họ nhìn thấy tướng của mình lao phía trước rồi thì họ làm sao? Họ bảo, ui tôi cũng rất là sợ, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà tôi nhìn thấy một cái người vị tướng của chúng tôi là gì ạ? Một mình lao về phía trước, và chúng tôi là gì ạ? Chúng tôi lao theo, mỗi thế thôi. Nhưng mà nếu mà cái người tướng đó họ đứng ở phía sau, họ nói là anh em lên đi, còn tôi là cứ để tôi ở phía sau. Đấy, còn là gì ạ? Còn anh em cứ lao về phía trước đi. Thì như vậy làm sao ạ? À, một số người cũng sẽ gì ạ? Lao theo. Nhưng một số người họ sẽ nghĩ là gì ạ? Mẹ, ông đứng ở phía sau, ông chỉ được cái hô thôi. Thì làm sao mà gì ạ? Làm sao mà tôi tin được? Đúng không ạ? Đấy, cho nên là có thể là chúng ta sẽ không có một cái đội quân tinh nhuệ, không có đội quân mà gì ạ? Hừng hực khí thế. Đấy, cho nên là một bộ áo giáp, một bộ kiếm tốt chưa chắc đã trở thành một vị tướng tốt, chưa chắc đã trở thành một người lính tốt. Mà cái quan trọng nhất đấy là sĩ khí, cái tinh thần, cái tư duy thì mới trở thành cái người mà gì ạ? Cái người mà thành công hay là người có ích. Đó. Vì vậy, chúng ta hãy gì ạ? Hãy xông vào những thứ mà người khác không làm được thì mình phải xông vào mình làm. Được chưa ạ? Giải quyết được những thứ mà người khác khó thì đấy là gì ạ? Là người có ích. Và trở thành một nhà lãnh đạo có ích, đấy là một phần quan trọng trong cái việc mà gì ạ? Chúng ta dẫn dắt người khác. Và ở đây chúng ta sẽ lãnh đạo bằng sự gì ạ? Bằng sự hiệu quả. Lãnh đạo bằng sự hiệu quả, tức là cái kết quả làm việc của chúng ta đó, nó có cái hiệu suất cao, thì cái điều này nó dẫn đến cái việc mà gì ạ? Người khác sẽ follow chúng ta, người khác sẽ đi theo chúng ta, bởi vì chúng ta làm việc hiệu quả, bởi vì họ yên tâm khi mà làm việc với chúng ta. Khi mà họ giao việc chúng ta, họ yên tâm là cái công việc chúng ta sẽ được hoàn thành. Khi họ nhờ chúng ta, họ yên tâm khi mà gì ạ? Khi mà cái công việc đó sẽ được hoàn thành một cách xuất sắc, một cách tốt nhất. Đó. Cho nên có những người mà muốn trở thành nhà lãnh đạo nhưng mà lười, không chịu làm việc này, không chịu làm việc kia, bảo là gì ạ? Việc đến tay thì mình ngại, không dám làm, thì lúc đấy là rất khó để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc hay là trở thành nhà lãnh đạo 5H, đúng không ạ? Vì vậy, nếu như mà có những cái việc mà mình làm được rồi thì mình phải gì ạ? Mình phải chuyển giao cho người khác làm, đúng không ạ? Mình làm được và mình chuyển giao cho người khác làm, và sau đó mình lại tìm những cái việc nào mà người khác không làm được thì mình xông vào mình làm. Tức là gì ạ? Mình phải liên tục học tập, phát triển cái năng lực của mình. Đấy, có những việc mà mình không làm được, ví dụ có nhiều người ấy, nó bảo, giờ cô lớn tuổi rồi, cô không giỏi công nghệ, ok không sao, nhưng nếu mà cô muốn đội nhóm của cô như nào thì cô hãy trở thành cái người như vậy. Được chưa?
Có nhiều người bảo nhưng mà tôi không 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 giỏi cái lĩnh vực này, không sao. Nhưng nếu mà mình muốn đội nhóm mình giỏi, muốn đội nhóm mình xông lên phía trước thì mình phải xông lên. Đấy. Có nhiều vị tướng cũng sợ chết chứ, đúng không? Sợ chết ai chẳng sợ. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì họ muốn đội nhóm của họ giỏi, cho nên họ gì? Họ phải xông về phía trước. Đấy. Cho nên là nếu mà muốn thành công thì không cách nào khác, chúng ta phải lãnh đạo bản thân và lãnh đạo người khác. Mà chúng ta biết lãnh đạo người khác thì phải lãnh đạo bằng sự hiệu quả. Đúng không ạ? Chúng ta phải làm được những việc mà họ không làm được. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo, nếu mà anh chị em thấy rằng là gì ạ, đây là một cái điều cực kỳ quan trọng và chúng ta nhận ra cái điều gì đó, và từ ngày hôm nay, từ ngày mai chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ học tập để mà chúng ta biết được những thứ mà thằng khác nó không biết thì chúng ta đã hơn nó rồi, đúng không nhé? Và nếu như anh chị em thấy điều này hay, vui lòng comment số 7 giúp Huy ạ. Comment số 7, nếu mà anh chị em thấy điều này nó gì ạ? Nó thấy là đúng và nó hay thì comment số 7. Rồi. Rồi, tiếp theo. Để mà trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc thì chúng ta không chỉ là gì ạ? Là lãnh đạo bằng phần người, chúng ta không chỉ lãnh đạo bằng sự hiệu quả, không phải lãnh đạo bằng sự thấu hiểu, không chỉ lãnh đạo bằng sự gì ạ? Làm gương, mà chúng ta phải lãnh đạo với một cái trái tim yêu thương, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Một trái tim là gì ạ? Là sẵn sàng cống hiến giúp đỡ mọi người, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà luôn luôn yêu thương mọi người, đúng không ạ? Đấy. À, chúng ta hãy yêu thương người khác như thể chúng ta yêu thương chính bản thân mình, đúng không ạ? Người ta nói là người không vì mình thì trời tru đất diệt, đúng không ạ? Cái việc trước tiên khi mà chúng ta muốn giúp đỡ người khác, việc đầu tiên chúng ta phải giúp đỡ mình. Cái điều này hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn đúng đắn và hoàn toàn là gì ạ? Là cần thiết. Có những người nói rằng là gì ạ? Là tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần giúp đỡ người khác. Cái điều này không đúng. Điều này không đúng. Bởi vì mình không chăm sóc được mình thì mình sẽ không chăm sóc được người khác. Có những người vợ, có những cái người phụ nữ thì tập trung toàn bộ thời gian công sức để chăm sóc con cái, chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình của mình. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Sau đó người chồng lại có bồ nhí, người chồng lại có cái mối quan hệ bên ngoài, và sau đó cô ấy rất là đau khổ. Mà tại sao tôi đã gì ạ? Dành cả thanh xuân để mà gì ạ? Để mà cho chồng con mình, sau đó là gì ạ? Sau đó lại nhận được cái sự phản bội, nhận lại cái sự là gì ạ? Đau khổ như vậy. Thì bởi vì sao ạ? Bởi vì cô ấy không biết quan tâm chăm sóc bản thân mình. Cái người mà không yêu được mình ấy, thì không yêu được người khác đâu anh chị em. Việc đầu tiên mình phải yêu thương bản thân mình phải chăm sóc bản thân mình, và mình phải gì ạ? Mình phải quan tâm đến bản thân mình trước. Tuy nhiên, chúng ta hãy quan tâm người khác giống như quan tâm bản thân mình. Thích những cái người mà quên đi bản thân mình, hy sinh bản thân mình để làm vì người khác, thì lúc đó mình có yêu thương người khác giống như bản thân mình được không? Đúng không ạ? Đấy, cho nên nếu mà mình thực sự muốn là gì ạ? Muốn trở thành cái người người yêu thương thì chúng ta đầu tiên yêu thương bản thân mình thật là tốt vào, sau đó yêu thương người khác giống như yêu thương mình. Người ta gọi là gì ạ? Có hay cái câu chuyện khi mà đi ăn ấy thì mình hay nói là gì ạ? Nam thực như hổ, nữ thực như nam. Đấy, tức là gì ạ? Nam thì ăn rất nhiều và nữ thì ăn giống như nam, thì tức là gì ạ? Hay nói đùa như vậy. Đấy, thì tức là gì ạ? Chúng ta muốn yêu thương người khác giống như bản thân mình thì việc đầu tiên mình yêu thương mình đã. Được chưa ạ? Đấy. Và những người phụ nữ mà biết yêu thương bản thân mình, biết làm đẹp, biết chăm sóc bản thân thì khi đó làm sao ạ? Thì khi đó thì họ sẽ biết cách yêu thương người khác một cách đúng đắn. Còn họ không biết yêu thương bản thân mình, họ dành hết, họ nghĩ rằng họ dành hết cái tâm sức của họ để mà giúp đỡ con cái, để giúp đỡ chồng con của họ. Đấy. Và sau đó là sao? Sau đó họ trông chờ cái sự phản hồi, trông chờ cái sự giúp đỡ từ từ con, từ chồng. Nếu mà những đứa con sau này nó lớn lên ấy mà nó không yêu thương họ giống như cách mà họ yêu thương con cái của mình thì lúc đó họ làm sao? Họ cảm thấy đau khổ. Đấy. Bởi vì cái sự yêu thương của họ nó dành hết cho con cái. Đấy. Và thường những cái người phụ nữ như vậy là thường là những người phụ nữ đau khổ. Đấy. Và bởi vì sao? Bởi vì họ có một cái tư duy sai, họ tư duy sai, họ nghĩ rằng hy sinh vì người khác, hy sinh toàn bộ, hy sinh cả bản thân mình vì người khác, hy sinh cái sự gọi là bỏ qua cái chăm sóc bản thân mình, bỏ qua cái cơ thể mình, bỏ qua con người của mình vì người khác, thì cái điều này là cái điều sai lầm, hoàn toàn sai lầm anh chị em. Mình tưởng rằng nó là đúng nhưng lại là sai.
Đấy. Cho nên là gì ạ? Hãy yêu thương người khác như chính yêu thương bản thân mình. Đúng không ạ? Xong phải phải xong cái phần level 1 này nhá. Đây là level 1. Level 1 là yêu thương người khác như yêu thương bản thân mình. Nhưng sau đó chúng ta hãy gì ạ? Yêu thương người khác hơn bản thân mình. Nghe có vẻ là gì ạ? Vô lý, nghe vị phi lý đúng không ạ? Nhưng mà không hề phi lý chút nào. Chúng ta phải biết bò, biết đi rồi mới biết chạy. Lên cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3. Chúng ta chưa học cấp 1, chưa học cấp 2 mà chúng ta đã yêu thương người khác hơn bản thân mình, tức là gì ạ? Chúng ta bị nhảy cóc và chúng ta bị hỏng cái phần ở giữa. Và chúng chính vì cái sự chúng ta hỏng cái phần ở giữa đó cho nên chúng ta mới sai. Cái việc yêu thương người khác hơn bản thân mình thì bản chất nó là đúng. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà chúng ta thường thiếu cái vế 1, thiếu cái phần đầu cho nên chúng ta mới sai. Đó. Đó. Đó là gì ạ? Đó là tại sao có những người phụ nữ mà yêu thương chồng con mình nhiều hơn bản thân mình thì sau này lại thất bại, lại đau khổ, bởi vì họ quên mất cái vế đầu tiên. Đó, quên mất cái vế đầu tiên. Đó. Cho nên là gì ạ? Hãy yêu thương người khác nhiều hơn nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đa phần mọi người đang sống với cái phần con, đang sống với phần vị kỷ, đang sống với phần cá nhân. À, cho nên chúng ta cần phải nâng cao cái tư duy, cái tinh thần. Đó là gì ạ? À, sống vì người khác, yêu thương người khác, vị tha, vị chủng nhiều hơn. Và khi đó chúng ta sẽ lãnh đạo bằng sự yêu thương. Lãnh đạo bằng sự yêu thương. Hãy mở rộng trái tim của mình ra. À, hãy suy nghĩ về người khác nhiều hơn. Đúng không ạ? Thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ biết cách là chúng ta phải làm như nào. À, tuy nhiên anh chị em nhớ này, trong cuộc sống này sẽ có rất nhiều người họ đánh giá chúng ta theo một cái khía cạnh tiêu cực. Bởi vì sao? Bởi vì họ không làm như vậy, họ không giống chúng ta. Thì việc của mình đó là gì ạ? Hãy tìm những cái con người tích cực, tìm những con người mà sẵn sàng mà có thể là gì ạ? Là đón nhận cái sự giúp đỡ của chúng ta, đón nhận cái tình yêu thương của chúng ta để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta trao cho họ. Bởi vì chúng ta trao cho họ, trao cho mọi người sai thì đấy là lỗi của mình. Đấy. Cho nên là yêu thương cũng phải học cách. Đấy. Kể cả là gì ạ? Là chúng ta yêu thương con cái, bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết cách yêu thương cho đúng. Đấy. Cho nên là ngay cả việc yêu thương người khác cũng phải học. Đấy. Kể cả yêu cũng phải học, đúng không anh chị em? Đấy. Nói chung là cái gì cũng phải học hết. Đó. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là ngay cả tình yêu cũng phải học. Đấy. Kể cả là yêu nam nữ hoặc là yêu trong gia đình. À, yêu thương trong gia đình, ở đây là yêu thương nó rộng lắm anh nhỉ, không chỉ là tình yêu nam nữ, là tình yêu lứa đôi, mà tình yêu rất là rộng, tình yêu trong gì ạ? Trong đội nhóm, tức là mình yêu thương trong thành viên trong đội nhóm của mình, thì đấy là gì ạ? Đấy cũng phải học, đúng không ạ? À, đó là chính là cái điều mà Huy đã nhận ra. À, trước đây thì Huy không biết điều này, trước đây Huy không biết và Huy đã làm sai. À, thừa nhận với anh chị em là Huy làm sai phần lớn thời gian mười mấy năm trong cuộc đời của Huy, đấy, gần 20 năm. Từ khi mà mình bắt đầu mình biết nghĩ, bắt đầu mình lên, mình đã độc lập, từ khi mình lên đại học bắt đầu mình suy nghĩ thì hơn 20 năm, gần 20 năm trong cuộc đời thì mình không biết đến điều này và mình suy nghĩ bị sai. Đó. Và sau đó mình ngộ ra, mình phát hiện ra thì lúc đó bắt đầu mình thay đổi, lúc đó bắt đầu thay đổi. Và khi mà bắt đầu thay đổi từ cái người vị kỷ sang cái người vị chủng thì nó gặp rất nhiều cái trục trặc, gặp rất nhiều cái rào cản, gặp rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên mình biết đây là cái con đường mình cần phải đi, cho nên mình cứ mạnh dạn mình đi, được không ạ? Nếu mà anh chị em thấy rằng cái việc mà lãnh đạo bằng sự yêu thương là rất là quan trọng, rất là cần thiết thì vui lòng comment xuống là số gì ạ? Số 8 rồi ạ. Comment số 8 nếu anh chị em thấy rằng điều này rất quan trọng và rất cần thiết. Và có rất nhiều người có thể vẫn chưa hiểu, vẫn chưa tin điều này, không sao cả. Giống Huy trước đây, anh chị em cũng sẽ không tin rằng có người nào đó trên thế giới này họ đang yêu thương mình. À, có người nào đó trên thế giới này họ đang sẵn lòng mở lòng ra để yêu thương mình. Thì chúng ta chỉ cần có một cái niềm tin như vậy là được rồi. Thì ạ, chúng ta có niềm tin rằng trên thế giới này vẫn còn có những người tốt, có những người mà sẵn lòng mở lòng ra, sẵn sàng mở lòng ra thì điều đó là được rồi. Có một người nào đó trên thế giới này thì có một người thì sẽ có hai người, có hai người sẽ có ba người, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta đối xử với nhau bằng sự nghi ngờ, bằng sự đố kỵ, bằng sự sợ hãi thì chúng ta đang sử dụng cái phần con của mình để mà hành xử với người khác, đúng không ạ? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì không sao, bởi vì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn khó khăn, cho nên là chị ạ, cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy. Cái điều đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng chúng ta đừng mãi đắm chìm
trong cái gì ạ, trong cái phần con đó, đừng mãi đắm chìm trong cái phần mà gì ạ, phần vị kỷ, mà chúng ta hãy hãy mở rộng tấm lòng mình ra, được không ạ? Đó. Và xin chúc mừng tất cả anh chị em đã comment xuống cái phần số 8, bởi vì đấy là gì ạ? Đấy là những anh chị em đã có cái niềm tin, đã có một cái gì ạ? Cái lòng mở lòng ra để đón nhận, để yêu thương nhiều hơn. Ok không ạ? Rồi, cái cuối cùng, cái chữ H cuối cùng đó là gì ạ? Đó là home, đó là gia đình. Chúng ta hãy coi nhau như gia đình, hãy quan tâm, hãy ủng hộ mọi người như thể người thân của mình. Khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta có một cái người thân ấy, thì anh chị em nhớ này, là người thân trong gia đình của mình ấy, là mình cũng gì ạ? Mình cũng góp ý, mình cũng gì ạ? Mình cũng ủng hộ, mình cũng quan tâm đến họ, đúng không ạ? Nhưng anh chị em tưởng tượng này, nếu như mà cả thế giới họ chống lại cái người thân của mình, ví dụ như là bố mẹ mình chính là cái người quan tâm mình, ủng hộ mình nhiều nhất, kể cả thế giới ngoài kia họ gì ạ, họ chống lại mình, kể cả là thế giới ngoài kia họ nói xấu mình, nhưng bố mẹ mình luôn luôn là gì ạ, luôn luôn che chở, bao bọc, yêu thương, ủng hộ mình, có đúng không ạ? Tức là người thân, người nhà là thường sẽ là cái người mà ủng hộ mình đầu tiên. Và đó chính là một cái gọi là yếu tố xây dựng trong gia đình. Kể cả người thân, người nhà mình có những lúc nhá là cũng căng thẳng, có những lúc cãi nhau, có những lúc góp ý, có những lúc thậm chí rất là không hài lòng với nhau, đúng không ạ? Huy nói ví dụ như này, nhà Huy thì ba anh em trai, và ba anh em trai thường là không có những cái quan điểm giống nhau, cho nên rất ít khi mà ngồi nói chuyện được với nhau, mà nói chuyện lâu được với nhau. Tuy nhiên, mặc dù anh em cũng không hoàn toàn là không phải thích nhau lắm, nhưng nếu như mà ra ngoài đường mà anh mình, mà em mình mà bị một thằng nào đó nó đánh, thì mình có ngồi im được không ạ? Không, đúng không ạ? Kiểu gì mình cũng phải xông vào mình can ngăn, kiểu gì mình cũng phải xông vào để mình bảo vệ, kiểu gì mình xông vào mình cũng phải giúp đỡ người nhà của mình, có đúng không anh chị em? Mặc dù vừa cãi nhau xong, mặc dù đang rất là bực mình, đang rất là tức giận cái thằng anh hay thằng em đấy của mình, nhưng mà nếu mà nó mà ra ngoài, nó bị người khác bắt nạt, nó bị ra ngoài mà bị người khác mà gì ạ, mà làm người khác làm hại nó, thì làm sao? Mình phải xông vào mình bảo vệ ngay. Thì đấy chính là gia đình anh chị em. Gia đình chính là mình sẵn sàng bảo vệ người khác đấy, sẵn sàng bao bọc người khác, sẵn sàng yêu thương người khác, ngay cả khi mà những cái người ngoài kia, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với họ, thì mình vẫn là cái người còn lại để mà gì ạ, để mà ủng hộ cho họ. Cho nên là gia đình luôn luôn là nơi mà chúng ta gì ạ, quay trở về, luôn luôn là nơi mà chúng ta cảm thấy bình yên, luôn luôn là nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn, đúng không anh chị em? Đúng như thế không ạ? Đấy. Chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể trở thành một cái người khác, chúng ta làm việc đối tác, chúng ta trở thành một người businessman, chúng ta làm việc với cả nhân viên, chúng ta trở thành một người sếp, nhưng mà về nhà chúng ta chỉ là một cái người cha, một người chồng, một cái người rất là bình thường, đúng không ạ? Và chúng ta luôn luôn nghĩ tốt về nhau, tìm cái điểm tốt của nhau để giải thích những cái hành động. Ví dụ họ hành động như vậy thì họ đang muốn điều gì tốt ở đây, họ đang hành động như vậy thì họ đang mong muốn cái điều gì tốt ở đây, bởi vì họ là người cuối cùng ủng hộ mình, hỗ trợ mình, tin tưởng mình, đúng không ạ? Và mình cũng vậy mà, mình cũng phải như vậy mà. Thế thì nếu như mà họ có những cái hành động không đúng, nếu mà họ có những cái điều mà chưa tốt, thì chúng ta phải luôn nghĩ rằng họ đang làm cái điều đó vì cái điều gì? Đấy, vì cái điều tốt đẹp gì? Được chưa ạ? Đó, thì trong đội nhóm của mình cũng vậy, trong đội nhóm của mình cũng vậy anh chị em nhé. Nếu mà mình thấy họ làm cái điều gì đó không tốt, thì mình hãy nghĩ rằng họ đang làm cái điều đó với một cái mục tiêu tốt là gì? Đúng không ạ? Mục tiêu tốt đẹp của họ đang muốn làm là gì? Thì khi đó chúng ta mới mở lòng ra để mà yêu thương, để mà gì ạ? Để mà bao bọc, để mà che chở họ giống như một gia đình. Còn tất nhiên có những người họ không coi ta như gia đình, họ không coi mình, họ không muốn trở thành gia đình của mình, thì mình cố cũng có được không ạ? Có những cặp vợ chồng không hiểu nhau, không hợp nhau, thì cố gắng lưu kéo thì cũng vậy, vô ích. Thì cách tốt nhất đó là gì ạ? Chia tay sớm, bớt đau khổ, đúng không? Bởi vì chỉ nếu mà gia đình mà chỉ có một chiều, một người mong muốn tốt, một người không mong muốn tốt, thì điều đó gì ạ? Điều đó không thể xảy ra được, đúng không ạ? Trong đội nhóm cũng vậy, trong cái mối quan hệ hợp tác, đối tác cũng vậy. Nếu mà một người muốn gì ạ? Muốn tốt, nhưng mà một người không muốn, thì làm sao? Cũng không thể xảy ra cái mối quan hệ là đối tác được, có phải không ạ? Cho nên là chúng ta là gì ạ?
chúng ta hãy đồng bộ hóa về mặt tư duy để làm gì ạ? Để cùng nhau suy nghĩ về cái điều tốt. Nếu mà họ làm cái điều gì đó chưa tốt thì hãy nghĩ xem họ làm cái điều đó vì một cái mục tiêu tốt gì. À, được không ạ? Đấy. Hãy xây dựng văn hóa đội nhóm chúng ta giống như một gia đình lớn. Cái văn hóa đội nhóm chúng ta giống như một gia đình lớn thì khi đó thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có sự yêu thương, có sự gì ạ? Ủng hộ, có sự hỗ trợ nhau tốt hơn. Được chưa? Và chúng ta hãy lãnh đạo bằng sự hạnh phúc. Chúng ta muốn mọi người hạnh phúc thì việc đầu tiên chúng ta phải là người hạnh phúc, và hạnh phúc nó nằm ở bên trong của mình. Vì vậy chúng ta xây dựng cái sự hạnh phúc ở bên trong đội nhóm của mình. Khi mà đội nhóm của mình, họ được gặp đội gặp nhau thì họ cảm thấy vui, họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy hạnh phúc, thay vì họ căng thẳng, họ suốt ngày bị soi mói, suốt ngày bị sợ hãi. Thì đó không phải là một cái môi trường gia đình. Cái môi trường gia đình là cái môi trường luôn luôn ủng hộ nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, góp ý cho nhau, nhưng với một cái tinh thần là hỗ trợ, giúp đỡ và muốn mọi người tốt hơn. Và đó là nơi mà mình an toàn, mình cảm thấy an toàn, cảm thấy là gì ạ? Là mình thuộc về. Đấy ạ. Làm sao những thành viên trong đội nhóm của mình ấy, họ cảm thấy đây chính là nơi mà mình thuộc về, đây chính là nơi mà mình muốn đóng góp, muốn cống hiến, muốn xây dựng, muốn kết nối, đúng không ạ? Thì khi đó thì mọi người sẽ hạnh phúc ở trong cái đội nhóm của mình. Và khi mọi người hạnh phúc thì mọi người sẽ làm được hết những cái khả năng của mình. Họ sẽ khai thác được hết cái tiềm năng của họ. Và khi họ khai thác hết tiềm năng của họ thì làm sao? Thì họ lại phát triển, họ lại thành công hơn. Đó. Thì hãy giúp đỡ mọi người bằng gì ạ? Bằng sự hạnh phúc. Hãy giúp đỡ mọi người bằng tình yêu thương. Hãy giúp đỡ mọi người như thể chúng ta đang là giúp đỡ người thân trong gia đình của mình. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có sự thành công một cách viên mãn. Và đây là yếu tố cuối cùng của nhà lãnh đạo 5H. Được chưa ạ? Và cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy. Nếu mà anh chị em thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta có thể quan tâm nhau, giúp đỡ nhau như thể một gia đình, lãnh đạo bằng sự hạnh phúc thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có sự thành công rất là tuyệt vời, rất là lớn. Và thành công nó sẽ theo đuổi chúng ta khi mà chúng ta trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng, thì chính là ở chỗ này, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em thấy điều này là đúng, thế anh chị em sẽ áp dụng điều này vào trong công việc, trong cuộc sống của mình, thì vui lòng comment số 9, đúng không ạ? Nếu anh chị em thấy hay, anh chị em thấy đúng, anh chị em thấy thích nó thì comment số 9 giúp Huy, đúng không ạ? Comment số 9 nếu anh chị em thấy rằng là chúng ta cả cái phần chia sẻ ngày hôm nay của Huy thì anh chị em thấy rằng nó có những cái điểm mà anh chị em có thể dùng được thì comment số 9 ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em vì đã lắng nghe. Và như Huy nói rồi, đây hoàn toàn là những cái mà Huy đã trải nghiệm. Huy đã cả 5 yếu tố này trước đây thì đều là cái điểm yếu của Huy. Cả 5 yếu tố này trước đây đều là cái thứ mà Huy không biết, Huy không làm được. Đấy. Và đây là cái sự giác ngộ cá nhân. Không hề có bất kể một lý thuyết nào trước đây về phần này. Anh chị em tìm trên Google, trên YouTube không có đâu. Được không? Đấy. Bởi vì hôm qua Huy vừa ngồi Huy tìm rồi cũng chưa thấy ai nói về cái lãnh đạo 5H giống như thế này. Cho nên là anh chị em chúng ta không cần phải tin rằng nó đúng hay sai. Anh chị em cứ mang về áp dụng. Nếu mà nó đúng thì anh chị em làm tiếp. Nếu mà nó không đúng thì anh chị em bỏ qua một bên. Không cần phải tranh cãi, không cần phải oánh giá, đúng không ạ? Thì đấy là những cái điều mà Huy rất là mong muốn chia sẻ với anh chị em. Và anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay gần 400 người cũng là gì ạ? Cũng là một gia đình lớn của Huy. Huy cũng mong muốn giúp đỡ anh chị em, cũng mong muốn anh chị em thành công, cũng mong muốn được yêu thương, cũng mong muốn yêu thương tất cả của bác anh chị em. Đấy, vì vậy là gì ạ? Người ta bảo là con người sống để yêu thương, đừng ghen ghét, đừng ganh tị, đừng kỳ thị nhau, đừng nghĩ xấu về nhau. Bởi vì sao ạ? Bởi khi chúng ta làm việc đó thì chúng ta tự giới hạn bản thân mình, và chúng ta đang làm với một cái bản năng về phần con thay vì phần người, đúng không ạ? Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận mọi người, đón nhận sự giúp đỡ của mọi người, đón nhận sự cầu xin, sự hỗ trợ, sự mong muốn hỗ trợ của mọi người. Hãy giúp đỡ mọi người và nhận sự giúp đỡ từ người khác. Thì khi đó thì chúng ta sẽ hành động giống như thể một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Nếu như anh chị em chúng ta có thể hoàn thành được cái 5 cái mục này thì chắc chắn tất cả cô bác anh chị em sẽ trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. Và khi đó thành công nó đến một cách rất là nhẹ nhàng, không cần cố gắng. Và lúc đó anh chị em muốn nghèo cũng khó, muốn không thành công cũng khó, đúng không ạ? Đấy, hãy
áp dụng điều này vào cho đội nhóm của mình, hãy chia sẻ về cho đội nhóm của mình nếu mà anh chị em thấy thích nó. Cảm ơn anh chị em và cảm ơn ekip chương trình đã cho Huy được chia sẻ một tiếng đồng hồ ở đây, và hy vọng là anh sẽ gặp lại anh chị em trong cái thời gian sớm nhất.